Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ hai ngày 28 tháng 10. Chương trình có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của Ban Đối ngoại Trung ương. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE bắn 21 loạt đại bác trong lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức UAE. Hôm nay, Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Một nghe người dân nói có phóng sự ghi nhận ý kiến người dân đề nghị sớm mở rộng nâng cấp đường tỉnh 907 qua huyện Vũng Liêm. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của Ban Đối ngoại Trung ương. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong suốt 75 năm qua, Ban Đối ngoại Trung ương luôn đóng vai trò nòng cốt trong định hướng chiến lược, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, giúp huy động mạnh mẽ, có hiệu quả sức mạnh dân tộc, sức mạnh quốc tế, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân tiến bộ, những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, tạo nguồn lực to lớn, góp phần đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt mọi thác gần, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương những thành tích mà các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, Ban Đối ngoại Trung ương đã đạt được trong suốt 75 năm qua. Khái quát bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước hiện nay, Tổng Bí thư nêu rõ tình hình đó đặt ra yêu cầu mới rất cao đối với hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới, cũng là nhiệm vụ vinh quang của Ban Đối ngoại Trung ương. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Đối ngoại Trung ương cần làm tốt công tác tham mưu hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng trong toàn hệ thống chính trị và quốc gia, phát huy cao nhất mối quan hệ biện chứng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, đề cao vai trò định hướng dẫn dắt của đối ngoại Đảng vì mục tiêu là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, vì Đảng vững mạnh, vì nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, có vị trí vai trò quan trọng trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 10 theo giờ địa phương tại cung điện hoàng gia ở thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, phó tổng thống UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Khi đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới quảng trường cung điện hoàng gia, 21 loạt đại bác vang lên chào mừng. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến UAE sau 15 năm. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và UAE đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động và du lịch. UAE hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, Châu Phi, với kim ngạch thương mại song phương 9 tháng của năm 2024 đạt 4,96 tỷ đô la Mỹ, vượt kim ngạch của cả năm 2023. UAE là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, đứng thứ 52 trên 148 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai nước sẽ nâng cấp quan hệ và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE, phấn đấu sớm đạt được mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại trong tương lai gần và cao hơn nữa trong những năm tiếp theo, mở ra thời kỳ hợp tác mới giữa Việt Nam với UAE cũng như với các nước khu vực Trung Đông. Trong chương trình thăm chính thức UAE sáng 28 tháng 10 tại thủ đô Abu Dhabi, tiếp Bộ trưởng Kinh tế UAE Abdullah bin Tud Al Mari, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị hiện thực hóa các thỏa thuận giữa hai nước để sớm đưa mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu của UAE đạt được thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng tầm nhìn UAE 2031 đưa UAE trở thành trung tâm kinh tế toàn cầu và hình mẫu phát triển thành công của thế giới sẽ trở thành hiện thực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức và đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực này. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, hai bên tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, mở đường bay thẳng giữa hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị UAE tạo điều kiện nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, rau quả tươi, thực phẩm chế biến, đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ phát triển ngành Hà Lan tại Việt Nam. Bộ trưởng Abdullah bin Jud Al Mahri đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, bày tỏ ấn tượng về các chính sách kinh tế của Việt Nam, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm của UAE trong phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, nhất là thủ tục đăng ký, thành lập doanh nghiệp, triển khai dự án đầu tư trong thời gian đặc biệt ngắn. Bộ trưởng Abdullah bin Tud Al Mahri cho biết UAE mong muốn tổ chức hội nghị đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam với sự tham gia của các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của khu vực và quốc tế, các diễn giả uy tín để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư từ UAE và thế giới vào Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan phối hợp với UAE tổ chức sự kiện này. Cũng trong chương trình thăm chính thức UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Mohammed bin Hassan al-Suqaidi. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với khu vực Trung Đông, trong đó UAE là một trong những trọng tâm hàng đầu. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cơ hội tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và UAE là rất lớn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và xây dựng các khu thương mại tự do tại các thành phố lớn. Mong muốn UAE hỗ trợ Việt Nam hình thành khung chính sách và mô hình phát triển phù hợp, tham gia vào quá trình xây dựng, cùng đầu tư và phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các quỹ đầu tư của UAE hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính và đầu tư quốc tế. Bộ trưởng Mohammed bin Hassan al-Suqaidi cho rằng Việt Nam và UAE đang phát triển nhanh dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài trên hai nước, nên hai nước có nhiều lĩnh vực hợp tác có thể bổ trợ cho nhau. Bộ trưởng Mohammed bin Hassan al-Suqaidi cho biết UAE sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính, khẳng định sẽ nghiên cứu và định hướng các tập đoàn của UAE đầu tư vào các dự án chiến lược tại Việt Nam. Nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng Mohammed bin Hassan al-Suqaidi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cam kết sẽ đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có UAE, trong việc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Hôm nay tiếp tục kỳ họp thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận tại hội trường báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, công tác ban hành và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, còn nhiều tồn tại bất cập, phát triển chưa bền vững, mất cân đối cung cầu, giá bất động sản còn cao so với thu nhập của đa số người dân, nhiều khu đô thị bỏ hoang, quản lý chung cư mini còn nhiều bất cập, chưa có phương án xử lý, giải quyết hiệu quả các khu chung cư cũ, không bảo đảm điều kiện sống cho người dân, nhiều dự án gặp vướng mắc, chậm được triển khai. Các loại hình bất động sản mới gặp nhiều vướng mắc pháp lý, thiếu quy định rõ ràng. Nhiều đại biểu cho rằng việc giám sát của Quốc hội mặc dù đã chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế và vướng mắc trong quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, tuy nhiên cần phải rà soát, hoàn thiện các giải pháp kiến nghị theo hướng cụ thể hơn, có mốc thời gian thực hiện rõ ràng. Một trong những kiến nghị quan trọng sau giám sát của Quốc hội là kiến nghị về thể chế. Tuy nhiên, cuộc giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội được tiến hành trong lúc Quốc hội đã ban hành các luật có liên quan đến quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội như Luật Nhà ở 2003,
Luật Đất đai 2004, Luật Kinh doanh Bất động sản 2003, Luật Đấu thầu 2003. Điều này tạo nên mấy khó khăn sau. Một là các đơn vị được giám sát khó báo cáo những khó khăn vướng mắc về thể chế trong giai đoạn đã thực thi các quy định của pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội thời gian qua, vì đa số các khó khăn vướng mắc đó đã được sửa đổi trong các luật mới ban hành. Chính bởi vậy, việc tổng hợp những khó khăn vướng mắc và kiến nghị sửa đổi luật đã không còn nhiều ý nghĩa. Nhiều đại biểu cũng lo lắng trước các hiện tượng thổi giá, tạo sóng, gây nhiễu loạn thông tin thị trường. Giá bất động sản tại một số thành phố lớn tăng cao trong thời gian qua. Kính thưa các đồng chí chủ tọa, kính thưa Quốc hội. Giá nhà đất tại một số thành phố lớn tăng rất cao, nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đã khiến cho thị trường bất động sản vừa mới phục hồi thì lại xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Cử tri lo lắng trước các hiện tượng thổi giá, tạo sóng, gây nhiễu loạn thông tin thị trường. Và không chỉ các khu vực trung tâm mà sức nóng cũng đang lan dần sang các thị trường, quận huyện, vùng ven đô. Nhiều người dân ở Hà Nội chia sẻ với báo chí rằng sau một thời gian vất vả tìm kiếm mua nhà thì đến nay cũng đã phải tạm gác lại ý định này bởi sự tăng giá đột biến của bất động sản, nhất là chung cư. Và không chỉ là các chung cư cao cấp, chung cư mới mà kể cả các chung cư cũ giá cũng tăng vọt. Nhiều căn hộ chung cư đã được đưa vào sử dụng vài thập kỷ nhưng mà cũng được giao dịch với giá tăng gấp đôi, gấp ba so với thời điểm bán giao trước đây. Đại biểu đề nghị chính phủ tiếp tục có những chính sách ưu đãi đủ sức hấp dẫn để khuyến khích các doanh nghiệp phát triển phân khúc nhà ở thương mại phù hợp với túi tiền của phần đông người lao động. Đồng thời, kiến nghị chính phủ quyết liệt chỉ đạo để tháo gỡ những vướng mắc của các dự án nhà ở hiện nay, nghiên cứu triển khai các biện pháp mạnh để kiểm soát tình trạng đầu cơ nhà đất thời gian qua. Hiện nay, giá nhà đất vẫn đang trong tình trạng không ổn định. Chính vì vậy, cần thiết phải đưa thị trường bất động sản vào quỹ đạo phát triển ổn định, đặc biệt là bảo đảm cung nhà ở cho người dân có thu nhập thấp, là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm và đặt ra tại kỳ họp này của Quốc hội. Trong sáng nay, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng hiện tượng sốt đất đang là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bất bình thường của thị trường bất động sản. Giá nhà đất không ngừng tăng cao, tách rời khỏi thực tế và dẫn đến nhiều hệ lụy cho nền kinh tế và xã hội. Khắc phục những cái lỗ hổng của cái thị trường, khắc phục những cái chênh vênh của thị trường, điều này rất là cần, bởi vì cái vấn đề về bất động sản, vấn đề về thị trường bất động sản nó có sự liên thông và linh với nhiều cái thị trường khác. Bên cạnh đó thì việc nâng cao chất lượng các văn bản pháp luật liên quan tới thị trường bất động sản cũng như nhà ở xã hội sẽ giúp những người trẻ, người có thu nhập trung bình có cơ hội tiếp cận được nhà ở xã hội. Các địa phương nên chủ động bố trí quỹ đất. Đối với nhà ở xã hội thì cái bố trí quỹ đất vào những vị trí thuận lợi theo tôi là rất là quan trọng. Đấy, và thứ hai là phải đẩy nhanh giải quyết các cái thủ tục liên quan đến nhà ở xã hội, đặc biệt là các cái chính sách ưu đãi cho cả phía nhà đầu tư và phía người mua. Chúng ta vẫn nên tiếp tục rà soát cái hệ thống luật pháp. Vì đây là cái quá trình thường xuyên liên tục. Nó đã tốt rồi, thậm chí phải làm tốt hơn. Đấy, và nếu như cái hệ thống luật pháp tốt ấy, thì nó làm cắt giảm rất nhiều cái chi phí đầu tư. Nâng cao hơn nữa cái chất lượng, ban hành các nghị định, các thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết và hướng dẫn thực thi đối với các quy định pháp luật liên quan về phát triển thị trường bất động sản cũng như là nhà ở xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm là những cái văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đối với ba cái luật, đó là luật đất đai, đó là luật kinh doanh bất động sản, đó là luật nhà ở. Như vậy, có cơ chế giải quyết phù hợp, xử lý dứt điểm đối với các dự án bất động sản gặp khó khăn vướng mắc pháp lý, đánh giá đầy đủ lợi ích chi phí và tính khả thi của phương án giải quyết thị trường bất động sản sẽ là những điều kiện để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp vì lợi ích chung, tổng thể, giải phóng nguồn lực cho thị trường bất động sản, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Chiều nay, Ban chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp định kỳ. Ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo đồng chủ trì phiên họp. Báo cáo tại phiên họp cho biết, hai tuần qua, việc triển khai các công trình dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực với nguồn vốn giải ngân tăng thêm gần 110 tỷ đồng. Đã có thêm 2 dự án mới được khởi công, 1 dự án hoàn thành công tác thiết kế, 2 dự án đã phát hành hồ sơ mời thầu. Đáng chú ý là có thêm khoảng 30.000 mét khối cát được đưa đến các công trình, giải quyết một trong nhiều khó khăn
làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư công. Tính đến ngày 24 tháng 10, tỉnh Vĩnh Long giải ngân khoảng 2.050 tỷ đồng, đạt trên 42% kế hoạch. Tại phiên họp, các đại biểu đã phân tích đánh giá những khó khăn bất cập, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới. Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Ban chỉ đạo yêu cầu lãnh đạo sở ngành các địa phương phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh công tác thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế dự toán để sớm tổ chức lựa chọn nhà thầu khởi công công trình. Các địa phương cần thực hiện tốt việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Vấn đề mà điều chỉnh quy hoạch cục bộ thì tới này chúng ta không bàn nội dung này nữa, mà trách nhiệm này là của ủy ban nhân các huyện thị thành phố. Anh làm đúng trình tự thủ tục. Vì người ta đã có chủ trương, tại mình không làm, mình đối thừa, mình nói khó thôi. Chúng ta xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện từng cái dự án. Chúng ta thống nhất với nhau là từng chủ đầu tư, từng địa phương chúng ta xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện từng dự án. Trong đó là có tiến độ. Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo trong thời gian tới các địa phương, các sở ngành, các chủ đầu tư cần phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, xem đây là căn cứ để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của tập thể cá nhân trong năm 2024. Nhưng mà có những cái mà thuộc... Hôm nay, bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các đại biểu Hội đồng Nhân dân có buổi tiếp xúc cử tri xã Trà Côn và xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Tại đây, cử tri được thông tin về dự kiến nội dung kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân, kết quả giải quyết các đề nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước và ghi nhận các ý kiến của cử tri về các vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới. Cử tri hai địa phương đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đầu tư nâng cấp sửa chữa một số tuyến giao thông trên địa bàn, khắc phục một số tuyến đường giao thông kết hợp đê bao bị xuống cấp, sớm cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Bà Lê Thị Thúy Kiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương rà soát lại số lượng hộ dân chưa hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ dân hiến đất mà chưa được điều chỉnh diện tích đất để hoàn thành các thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các cấp, các ngành để giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Cũng trong sáng nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện Tam Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Loan Mỹ để báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện và ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong đó, cử tri bày tỏ sự hài lòng với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thời gian qua đã thể hiện được vai trò người đại biểu dân cử, giải quyết nhiều vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đời sống dân sinh như xem xét kéo đường ống nước sạch sinh hoạt, gia cố, sửa chữa các đoạn đường bị sạt lở nhằm đảm bảo lưu thông và vận chuyển hàng hóa nông sản thuận lợi. Tại huyện Bình Tân, chiều nay các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng đã tiếp xúc với 120 cử tri các xã Tân Hưng, Tân An Thạnh, Tân Lược và Tân Bình, huyện Bình Tân. Bày tỏ sự đồng tình với dự kiến nội dung kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu trong kỳ tiếp xúc trước, cử tri các địa phương đề nghị cơ quan chức năng cần quan tâm tình hình sạt lở đang ngày càng diễn biến phức tạp, tiếp tục đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, các đoạn đê bao bờ dùng xung yếu để bảo vệ sản xuất trong các đợt triều cường. Cử tri cũng đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao giữa quốc lộ 54 với tuyến đường từ xã Tân Hưng ra Tân An Thạnh. Những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp thu giải trình và tổng hợp gửi các cơ quan chức năng trả lời theo thẩm quyền. Chiều nay, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Sở Thông tin Truyền thông tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ quý 3 năm 2024. Dự họp báo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.
Tại buổi họp báo, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin với báo chí về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 3 tháng cuối năm. Thông cáo một số nội dung báo chí phản ánh và dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh và kế hoạch tổ chức festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Theo đó, Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 là sự kiện được tổ chức với quy mô khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mở rộng mời thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khu vực miền Trung, miền Bắc tham gia. Dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 11 tại đường Võ Văn Kiệt, phường 9, thành phố Vĩnh Long và làng nghề sản xuất gạch gốm ven kênh Thầy Cai trên địa bàn huyện Mang Thít. Trong khuôn khổ festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhằm xúc tiến quảng bá những tiềm năng, lợi thế khai thác du lịch của làng nghề sản xuất gạch gốm Mang Thít, phát triển du lịch mang tính liên kết vùng, tìm kiếm cơ hội lan tỏa đến các thị trường trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường. Tại buổi họp báo, các địa phương và các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp làm rõ thêm nhiều thông tin báo chí quan tâm liên quan đến quy hoạch chi tiết khu đô thị mới, phối hợp dịch vụ vui chơi nghỉ dưỡng tại huyện Bình Tân, công tác quản lý sử dụng đất, cho thuê đất tại khu công nghiệp Hòa Phú, giải ngân vốn đầu tư công. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương được đánh giá có nguy cơ rất cao bùng phát bệnh sởi, ngành y tế Vĩnh Long đã chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh sởi năm 2024. Theo đó, chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày hôm nay cho đến hết tháng 10 và trong tháng 11 năm 2024 cho trẻ trong nhóm quy định và cả nhân viên y tế có nguy cơ cao mắc sởi chưa được tiêm đủ mũi vaccine phòng bệnh sởi. Ngay từ sáng nay, tại nhiều điểm trường mầm non, tiểu học và các trạm y tế trong tỉnh đã triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine chứa thành phần sởi. Hôm nay nhà trường và sở y tế tổ chức tiêm vaccine sởi cho các em học sinh, rồi trong đó có cháu tôi, là cháu tôi mới tiêm một mũi à, là tôi mừng lắm, bởi vì tiêm được mũi hai, tiêm đủ hai mũi vaccine vậy là tôi rất là mừng, ngăn ngừa bệnh. Mục tiêu của cái chiến dịch này là làm sao chúng tôi để đảm bảo cho những trẻ từ 1 đến 10 tuổi và nhân viên y tế chưa tiêm đủ mũi vaccine sẽ được tiêm bổ sung. Và cái việc tiêm để đảm bảo an toàn thì chúng tôi cũng đã tiến hành tập huấn cũng như là phối hợp chặt chẽ trong ngành y tế với lại các cái địa chính quyền địa phương cũng như là các cái trường để tổ chức tiêm cho các cháu và cho nhân viên y tế. Theo thống kê của ngành y tế, trong chiến dịch này, toàn tỉnh có hơn 15.000 trẻ và hơn 1.800 nhân viên y tế thuộc nhóm quy định được tiêm bổ sung một mũi vaccine sởi rubella. Tại các điểm tiêm, công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu. Phòng tiêm được bố trí riêng đủ rộng, sắp xếp theo nguyên tắc một chiều. Vaccine được bảo quản đúng quy định, trẻ được khám sàng lọc sức khỏe trước tiêm, được theo dõi phản ứng sau tiêm và đảm bảo công tác chống sốc theo quy định chuyên môn. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác phối hợp là lập danh sách, rồi gửi thư mời đến quý phụ huynh học sinh, cũng như là nhắc nhở giáo viên mà sau khi tiêm ngừa là học sinh phải lên lớp học thì học sinh phải, giáo viên phải theo dõi học sinh đó, để mà có những cái trường hợp gì xảy ra thì báo ngay với nhân viên y tế để có sự hỗ trợ kịp thời. An toàn tiêm chủng thì chúng ta bố trí theo cái quy trình, có nghĩa là từ cái khâu mà đối tượng, rồi tới sàng lọc, rồi tiêm chủng, rồi bàn tiêm chủng và sau theo dõi sau tiêm. Hợp thuốc chống sốc thì vẫn đảm bảo trên cái bàn tiêm chủng. Trung tâm y tế thì cũng thành lập hai cái tổ cấp cứu lưu động hỗ trợ cho cái chiến dịch này đạt cái hiệu quả cao nhất. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 70 ca mắc sởi, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm trước và nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Việc triển khai kịp thời chiến dịch tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh sởi của ngành y tế với mục tiêu phấn đấu đạt 95% trẻ thuộc nhóm quy định và nhân viên y tế có nguy cơ cao được tiêm bổ sung sẽ góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng, chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi tại các vùng nguy cơ, vùng đang có các ca sởi dịch sởi xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, được đưa vào khai thác cách đây đã nhiều năm, đến nay, đường tỉnh 907 qua các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm và Mang Thít đã trở nên chật hẹp và xuống cấp, không đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Điều này đặt ra vấn đề cần sớm nâng cấp và mở rộng tuyến đường này. Đây là nguyện vọng, là mong muốn của người dân các huyện có tuyến đường đi qua.
Dự án xây dựng đường tỉnh 907 được khởi động từ năm 2006 với tổng chiều dài hơn 90 km đi qua các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm và huyện Mang Thít. Tuyến đường này có mặt đường khá hẹp, hiện đang xuống cấp, các cầu trên tuyến đều không đảm bảo hai ô tô qua lại cùng một lúc. Đường này bây giờ nó xấu quá, chạy ổ gà quá trời nhiều luôn rồi. Vậy rất là khó, tại vì nhiều khi ổ gà còn lạng qua lăn lại, nhiều khi cũng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông lắm. Từ đây qua tới xã Hữu Nghĩa thì nó ổ gà rất nhiều. Học sinh đi học là nó sụp hoài, té hoài á. Nên là cho nâng cấp cái lỗ này cũng được, hoặc là sửa chữa làm sao đó, lắp lại nó mới cho nó mấy cái lỗ đó. Trên đường tỉnh 907, mặt đường xuống cấp nặng nhất là đoạn qua xã Hiếu Nhân, Hiếu Nghĩa và xã Trung An, huyện Vũng Liêm. Mặt đường hẹp, nhiều đoạn cong, thêm vào đó là nhiều ổ gà, mặt đường bong tróc, làm cho những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đây rất khó khăn. Khó, nguy hiểm dữ lắm, làm con lộ sớm nào tốt nãy cho dân đi lại dễ dàng. Giờ chuyển hàng hóa thuận lợi chút, nghĩ là an toàn cho bà con. Nâng cấp lên cho nó hoàn thành tốt cho người dân đi lại vận chuyển hàng hóa được an tâm hơn. Trong tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 90 km, đường tỉnh 907 đoạn qua huyện Vũng Liêm chiếm khoảng 40 km. Do vậy, việc tập trung nguồn lực cùng một lúc cho đoạn này vượt quá khả năng cân đối ngân sách của tỉnh trong năm 2024. Đường tỉnh 907 giai đoạn 2 của mình là cái toàn dự án nó cũng tương đối lớn. Trong đó cái đoạn qua xã từ Hiếu Nghĩa cho tới Trung Nghĩa của địa bàn huyện Vũng Liêm khoảng trên 20 km. Thì cơ bản là do tổng mức đầu tư nó lớn cho nên là đến giờ này là chưa bố trí đủ vốn để mà triển khai thực hiện. Trong thời gian tới thì ban quản lý dự án sẽ tham mưu cho Sở Giao thông Vận tải để trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét sớm bố trí vốn để triển khai thực hiện đoạn từ xã Hiếu Nghĩa, xã Trung Nghĩa trên địa bàn huyện Vũng Liêm. Dự án đường tỉnh 907 giai đoạn 2 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt ngày 10 tháng 4 năm 2023 với mục tiêu đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông từ đường tỉnh 907 đến quốc lộ 53. Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho biết, khi được bố trí vốn, ngành sẽ tập trung thực hiện công trình để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động của tuần lễ du lịch Bình Thuận 2024, kỷ niệm 29 năm ngày du lịch Bình Thuận 24 tháng 10, cuối tuần qua tại quảng trường Bikini Beach Nova World Phan Thiết ở xã Tiến Thành, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra hội thi món ngon Bình Thuận. Hội thi thu hút sự tham gia của 21 đội đến từ các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong và ngoài tỉnh Bình Thuận. Chỉ trong thời lượng còn lại của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh, những món ăn không thể không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn đẹp mắt về mặt tạo hình tại hội thi tôn vinh ẩm thực miền biển. Cũng có rất nhiều cái món ăn hay là những cái nguyên liệu đó thì rất là xuất sắc, ví dụ là dông đất, nhất là thanh long thì đây giải nhiều tỉnh có nhưng mà thanh long ở đây rất là đặc biệt, cho nên khi mà đầu bếp sử dụng lên những cái đánh đó thì là làm nên món ăn cũng rất là ngon. Hội thi món ngon Bình Thuận đã góp phần quảng bá các món ăn đặc sắc của địa phương, đồng thời tăng cường giao lưu hợp tác giữa các tỉnh thành phố về ẩm thực và đặc sản vùng miền. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.